Cô xin chào các em, đến với tiết học lịch sử địa lý 6 ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng ôn tập lại những kiến thức trọng tâm để chuẩn bị cho tiết kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1 và tuần 10. Sau đây là nội dung ôn tập phần địa lý. Trong phần địa lý, các em sẽ có phần lý thuyết và bài tập. Về phần lý thuyết, các em sẽ học bài 3 tìm đường đi trên bản đồ, bài 5 vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất, bài 6 vận động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả. Về phần bài tập, các em sẽ làm bài tập xác định phương hướng trên bản đồ, các em tính tỷ lệ bản đồ và xem với tỷ lệ bản đồ chúng ta sẽ biết được bản đồ đó đã bị thu nhỏ bao nhiêu lần. Và tiếp theo là các em sẽ tính giờ các địa điểm khác nhau trên trái đất. Ở hình 3.1, các em sẽ xác định phương hướng trên hình. Thì tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em cách xác định phương hướng trên bản đồ. Đầu tiên là chúng ta sẽ biết cách xác định phương hướng trên bản đồ có hệ thống kinh vĩ tuyến sẽ thực hiện như thế nào. Và các em cùng quan sát hình bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản đồ này người ta đã thể hiện đầy đủ hệ thống kinh tuyến và vĩ tuyến. Và bây giờ, các em hãy cùng xác định các hướng chính trên bản đồ này cùng với cô nhé. Đầu tiên, để xác định được phương hướng trên bản đồ có hệ thống kinh tuyến và vĩ tuyến, thì các em cần xác định phần giữa của bản đồ là trung tâm. Phía trên, kinh tuyến chỉ hướng Bắc. Phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng Nam. Bên phải của đường vĩ tuyến sẽ là hướng đông và bên trái của vĩ tuyến sẽ là hướng tây. Rồi, cô và các em đã biết cách xác định phương hướng trên bản đồ có hệ thống kinh tuyến và vĩ tuyến. Vậy, còn với những bản đồ không có hệ thống kinh vĩ tuyến, chúng ta sẽ xác định phương hướng như thế nào? Thì cô và các em sẽ cùng tìm hiểu phần tiếp theo. Đây là bản đồ 63 tỉnh thành Việt Nam. Và các em thấy trên bản đồ này không thể hiện hệ thống kinh vĩ tuyến. Vậy, cách xác định phương hướng trên những bản đồ không có hệ thống kinh vĩ tuyến sẽ được thực hiện như thế nào? Các em lưu ý, đối với những bản đồ không thể hiện lưới kinh vĩ tuyến, chúng ta cần dựa vào kim chỉ nam hoặc mũi tên chỉ hướng Bắc để xác định hướng Bắc, và sau đó sẽ tìm các hướng còn lại. Đối với bản đồ 63 tỉnh thành Việt Nam, thì các em lưu ý kim chỉ nam là cái hình phía trên góc bên tay trái của bản đồ. Và từ hình kim chỉ nam này, chúng ta sẽ xác định được các hướng chính trên bản đồ là phía trên là hướng Bắc, ở dưới hướng Nam, bên phải là hướng Đông, bên trái là hướng Tây. Và ở dưới là cô đã thể hiện hai hình, đó là hình kim chỉ nam và hình mũi tên chỉ hướng Bắc. Có những bản đồ người ta không thể hiện kim chỉ nam thì người ta để một mũi tên chỉ hướng Bắc theo hướng đi lên. Và từ một mũi tên hướng Bắc này, các em có thể xác định được các hướng còn lại trên bản đồ. Để xác định được phương hướng trên bản đồ, các em cần phải nhớ được các hướng chính và các em hãy cùng quan sát hình 3.1 các hướng chính và hướng trung gian. Quan sát hình, em hãy cho xác định được các hướng chính trên hình. Thì qua hình 3.1, các em sẽ dễ dàng thấy được các hướng chính gồm có 4 hướng. Đó là hướng Bắc ở phía trên, hướng Nam ở phía dưới, hướng Đông ở bên phải và hướng Tây ở bên trái. Từ 4 hướng chính này, các em sẽ xác định thêm được 4 hướng trung gian, đó là hướng Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam và hướng Tây Bắc. Để thể hiện tỷ lệ bản đồ, người ta sẽ dùng hai dạng tỷ lệ, đó là tỷ lệ thước và tỷ lệ số. Vậy tỷ lệ thước và tỷ lệ số như thế nào? Cô và các em cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên là tỷ lệ số. Đây chính là một phân số, luôn có tử là số 1,
mẫu số càng lớn thì tỷ lệ bản đồ càng nhỏ và ngược lại. Như các em thấy ở đây, cô có 3 tỷ lệ, 1 phần 20.000, 1 phần 40.000 và 1 phần 100.000. Thì các em sẽ thấy rằng tỷ lệ 1 phần 20.000 sẽ lớn hơn 1 phần 40.000 và 1 phần 40.000 lại lớn hơn 1 phần 100.000. Các em luôn luôn nhớ, mẫu số càng lớn thì tỷ lệ bản đồ càng nhỏ và ngược lại nha. Và ngoài ra, khi thể hiện tỷ lệ bản đồ trên một tấm bản đồ, người ta thường ghi bằng cách là sử dụng dấu hai chấm như là dấu chia. Ví dụ như 1 chia 100.000. Đây là một cách viết khác của tỷ lệ bản đồ. Và 1 chia 100.000 sẽ có ý nghĩa là 1 cm trên bản đồ sẽ bằng với 100.000 cm trên thực tế. Và con số đứng phía sau dấu chấm bao giờ cũng là khoảng cách trên thực tế và được tính bằng đơn vị là cm. Tiếp theo, tỷ lệ thước chính là tỷ lệ được vẽ cụ thể dưới dạng một thước đo tính sẵn. Có nghĩa là phía dưới mỗi bản đồ người ta sẽ thể hiện một cây thước đo tính sẵn. Và đây là một ví dụ. Và mỗi đoạn trên thước đều ghi số đo độ dài tương ứng với thực tế. Và khi nhìn trên hình, chúng ta thấy đoạn thước này bắt đầu từ số 0 cho đến số 300. Có nghĩa và từ số 0 đến số 300 được chia thành 4 đoạn nhỏ. Và mỗi đoạn nhỏ như vậy sẽ tương ứng với lại 75 mét trên thực tế. Tiếp theo, cô và các em cùng làm bài tập về tỷ lệ bản đồ. Các em quan sát bản sau và thấy có 5 cột. Cột đầu tiên thể hiện tỷ lệ bản đồ. Ở đây chúng ta có 3 tỷ lệ khác nhau. Cột thứ 2 thể hiện số cm trên bản đồ. Cột thứ 3 thể hiện số cm trên thực địa. Cột thứ 4 số mét trên thực địa. Và cột số 5 bản đồ bị thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực địa. Bây giờ cô và các em cùng làm tỷ lệ đầu tiên là tỷ lệ 1 chia 250.000. Như cô đã hướng dẫn, con số đứng phía trước dấu hai chấm hay còn gọi là tử số luôn luôn là số cm trên bản đồ, và số đứng phía sau dấu hai chấm hay còn gọi là mẫu số luôn luôn là số cm trên thực địa. Vậy đối với tỷ lệ 1 chia 250.000 này thì số cm trên bản đồ sẽ là 1 cm và số cm trên thực địa là 250.000 cm. Chúng ta đã biết số cm trên thực địa là 250.000 cm, vậy chắc chắn các em sẽ biết được số mét trên thực địa là bao nhiêu. Các em sẽ đổi từ đơn vị cm qua đơn vị là mét. Và số mét trên thực địa là 2.500 mét. Đối với tỷ lệ 1 chia 250.000 này, các em sẽ biết được bản đồ bị thu nhỏ 250.000 lần so với thực địa. Tương tự với tỷ lệ 1 chia 1 triệu, chúng ta cũng biết được số cm trên bản đồ là 1 cm, số cm trên thực địa là 1 triệu cm. Và các em cũng sẽ đổi từ đơn vị cm qua mét, chúng ta được kết quả số mét trên thực địa là 10.000 mét và bản đồ đã bị thu nhỏ 1 triệu lần so với thực địa. Và tỷ lệ cuối cùng, 1 chia 2 triệu, số cm trên bản đồ 1 cm, số cm trên thực địa là 2 triệu cm, số mét trên thực địa 20.000 mét và bản đồ đã bị thu nhỏ 2 triệu lần so với thực địa. Bài tập về tỷ lệ bản đồ, và chúng ta đang làm về tỷ lệ số rất là dễ. Các em chỉ cần phân biệt được
tử số và mẫu số. Thì lúc đó các em sẽ xác định được số cm trên bản đồ, số cm trên thực địa và các em cũng sẽ biết được bản đồ đã bị thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực địa. Tiếp theo, cô và các em sẽ làm bài tập tính khoảng cách trên bản đồ. Và sau đây là đề bài. Bản đồ có tỷ lệ 1/50.000. Em hãy cho biết 3 cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa? 5 cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa? Và sau đây là phần hướng dẫn làm bài của cô. Các em lưu ý cần phải nghe thật là kỹ phần cô hướng dẫn để các em sẽ biết cách làm bài tập. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm yêu cầu đầu tiên đó là 3 cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa. Bản đồ có tỷ lệ 1/50.000 nên chúng ta sẽ có được 1 cm trên bản đồ bằng 50.000 cm trên thực địa. Vậy 3 cm trên bản đồ sẽ bằng bao nhiêu cm trên thực địa? Để làm được, các em sẽ thực hiện phép toán nhân. Các em lấy 3 nhân với 50.000 sẽ được 150.000 cm trên thực địa. Và đề bài yêu cầu chúng ta là đơn vị làm mét, nên các em cần đổi đơn vị từ cm ra mét. Và 150.000 cm sẽ bằng 1.500 m trên thực địa. Tương tự với yêu cầu thứ hai, 5 cm trên bản đồ sẽ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa? Cách làm, các em cũng làm như cách cô vừa hướng dẫn. Làm 1 cm trên bản đồ sẽ bằng 50.000 cm trên thực địa. Vậy 5 cm trên bản đồ sẽ bằng 250.000 cm trên thực địa. Và chúng ta đổi ra được là 2.500 m. Vậy 5 cm trên bản đồ sẽ tương ứng với 2.500 m trên thực địa. Đây là hình vị trí trái đất trong hệ mặt trời. Như chúng ta đã biết thì trong hệ mặt trời gồm có 8 hành tinh. Thì các em hãy kể tên các hành tinh trong hệ mặt trời và sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần mặt trời. Qua hình của cô, các em có thể dễ dàng kể tên được 8 hành tinh trong hệ mặt trời. Đầu tiên, vị trí thứ nhất đó là Thủy tinh. Hành tinh thứ hai là Kim tinh. Hành tinh thứ ba là Trái đất. Hành tinh đứng thứ tư là Hỏa tinh. Vị trí thứ 5, Mộc tinh. Vị trí thứ 6, Thổ tinh. Vị trí thứ 7, Thiên vương tinh. Và vị trí thứ 8 là Hải vương tinh. Như vậy, cô và các em vừa kể tên được các hành tinh trong hệ mặt trời và sắp xếp các hành tinh này theo thứ tự xa dần mặt trời. Cô và các em vừa kể tên được 8 hành tinh trong hệ mặt trời và sắp xếp vị trí các hành tinh này theo thứ tự xa dần mặt trời. Và chúng ta đã thấy được rằng trái đất nằm ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần mặt trời. Vậy, vị trí thứ 3 của trái đất trong hệ mặt trời có ý nghĩa như thế nào? Vị trí thứ 3 của trái đất trong hệ mặt trời có một ý nghĩa hết sức là quan trọng, bởi vì chính nhờ trái đất nằm ở vị trí thứ 3 nên khoảng cách từ trái đất đến mặt trời là một khoảng cách hết sức là lý tưởng. Cùng với sự tự quay quanh trục của trái đất đã giúp cho trái đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp để sự sống có thể tồn tại và phát triển. Chính vì vậy, trái đất là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời có tồn tại sự sống. Các em cùng quan sát hình 5.3, hình dạng và kích thước của trái đất. Có rất nhiều bạn nhầm lẫn cho rằng trái đất của chúng ta có dạng hình tròn, nhưng đó chính là nhận định sai. Như các em đã được học ở cấp tiểu học, thì trái đất của chúng ta luôn luôn có dạng là hình cầu và quả địa cầu chính là mô hình thu nhỏ của trái đất. Tiếp theo, các em cùng quan sát hình thể hiện đường xích đạo và bán kính của trái đất. Chúng ta dễ dàng thấy được đường xích đạo của trái đất
có chiều dài là 40.076 km. Tương tự, bán kính của trái đất dài 6.378 km và trái đất của chúng ta có diện tích bề mặt trái đất là 510 triệu km vuông. Và chúng ta thấy được rằng nhờ trái đất có kích thước và khối lượng đủ lớn nên trên trái đất đã tạo ra được lực hút giữa các chất khí làm thành lớp vỏ khí bảo vệ trái đất. Nội dung bài 6, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả, gồm hai nội dung chính. Phần 1 La Mã là chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. 2 La Mã, hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Và trong phần hệ quả sẽ có 3 ý nhỏ. 1. Sự luân phiên ngày đêm. 2. Giờ trên trái đất. 3. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt trái đất. Và trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ tìm hiểu phần 1 La Mã, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất, và phần 2 La Mã, hệ quả 1, sự luân phiên ngày đêm. Như vậy, với phần 1 La Mã, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất, các em cần nắm cho cô các ý chính sau. Đầu tiên, chúng ta phải nhớ trái đất tự quay quanh một trục tưởng tượng của nó. Và trục này nối liền hai cực của trái đất và nghiêng một góc 66 độ 33 phút trên mặt phẳng quỹ đạo. Trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. Thời gian trái đất tự quay một vòng quanh trục là 24 giờ một ngày đêm. Vậy tóm lại, trong phần hệ quả 1 là sự luân phiên ngày đêm, các em cần lưu ý cho cô những ý chính sau đây. Do trái đất có dạng hình cầu nên mặt trời chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng là ngày, nửa không được chiếu sáng là đêm. Và do trái đất của chúng ta chuyển động tự quay quanh trục từ Tây sang Đông nên khắp mọi nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm. Vậy, để hiện tượng ngày và đêm diễn ra luân phiên nhau cần phải có hai nguyên nhân, đó là do trái đất hình cầu kết hợp với sự chuyển động tự quay quanh trục của trái đất theo hướng từ Tây sang Đông. Như vậy, cô và các em vừa tìm hiểu xong phần hệ quả số 2, giờ trên trái đất. Và trong phần nội dung này, các em cần phải nắm những ý chính sau. Ý đầu tiên là các em cần nhớ bề mặt trái đất của chúng ta được chia ra làm 24 khu vực giờ. Mỗi khu vực có một giờ riêng và ta gọi đó là giờ khu vực. Ý tiếp theo các em cần nhớ, Việt Nam của chúng ta thuộc múi giờ số 7 và có giờ sớm hơn giờ GMT. Câu hỏi tiếp theo cô và các em cùng thực hiện là múi giờ nước ta muộn hay sớm hơn so với giờ GMT? Trước khi trả lời câu hỏi này, các em hãy cùng xác định lại khu vực giờ gốc hay còn gọi là khu vực múi giờ số 0. Và các múi giờ ở phía bên trái của khu vực giờ gốc ta gọi đó là giờ muộn, đó là các múi giờ có dấu trừ ở phía trước. Những khu vực này sẽ có giờ muộn hơn so với giờ GMT. Và những múi giờ nằm ở phía bên phải của khu vực giờ gốc ta gọi đó là giờ sớm, và những khu vực này sẽ có giờ sớm hơn so với giờ GMT. Và để xác định xem Việt Nam chúng ta có giờ sớm hay muộn hơn so với giờ GMT thì các em cần phải xác định xem Việt Nam nằm ở múi giờ số mấy. Và cái này hồi nãy chúng ta đã làm rồi. Việt Nam chúng ta nằm ở múi giờ số 7 và nằm ở phía bên phải của khu vực giờ gốc, nên múi giờ của nước ta sẽ sớm hơn so với giờ GMT. Hay nói cách khác, múi giờ của Việt Nam sẽ sớm hơn so với giờ quốc tế.
Và sau đây, cô và các em cùng xác định khu vực giờ của các thành phố Hà Nội, Washington, Moscow và Tokyo. Đầu tiên, các em thấy được thành phố Hà Nội. Cô đã thể hiện là cái chấm đỏ ở trên hình. Thì Hà Nội, các em nhìn thẳng lên thì sẽ thấy Hà Nội nằm ở khu vực giờ số 7. Vậy thì Hà Nội nằm ở múi giờ số 7. Tương tự Washington, các em sẽ xác định thành phố Washington trên hình. Và Washington nằm ở khu vực giờ số trừ 5. Vậy múi giờ của Washington là trừ 5. Moscow chúng ta thấy nằm ở khu vực giờ số 3. Vậy Moscow có múi giờ là số 3. Và cuối cùng là Tokyo. Tokyo, các em thấy nằm ở khu vực giờ số 9. Vậy múi giờ của Tokyo là múi giờ số 9. Dạng bài tập thứ hai là các em sẽ tính giờ của các thành phố trên thế giới. Bài 2, quan sát hình 6.4. Em hãy hoàn thành bảng sau. Biết rằng giờ quốc tế GMT ở London là 12 giờ. Quan sát hình 6.4, các em sẽ thấy được rằng London nằm ở khu vực giờ gốc hay còn gọi là khu vực giờ số 0. Và khi London là 12 giờ thì các thành phố Hà Nội, Bắc Kinh, Washington sẽ là mấy giờ? Như các em đã biết, Hà Nội nằm ở khu vực giờ số 7 và Hà Nội nằm ở phía đông của London nên sẽ có giờ sớm hơn giờ ở London. Vậy khi London đang là 12 giờ thì cùng lúc đó ở Hà Nội sẽ là 19 giờ. Tương tự, Bắc Kinh nằm ở khu vực giờ số 8 và khi London đang là 12 giờ thì Bắc Kinh sẽ là 20 giờ. Và Washington nằm ở khu vực giờ số 5. Washington nằm ở phía tây của London nên sẽ có giờ trễ hơn giờ của London. Và khi London là 12 giờ thì Washington sẽ là 7 giờ. Như vậy, cô và các em đã tìm hiểu xong phần hệ quả số 3 là sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt trái đất. Và ở phần này, các em cần nhớ sự chuyển động của trái đất quanh trục làm cho các vật thể chuyển động trên bề mặt trái đất đều bị lệch hướng. Ở nửa cầu Bắc, vật sẽ bị lệch về bên phải, còn ở nửa cầu Nam sẽ bị lệch về bên tay trái. Các em về nhà, ôn tập theo nội dung giáo viên đã hướng dẫn, kể cả phần lý thuyết và bài tập. Và vào tuần 10, thời gian từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 11, các em sẽ làm bài kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1, thời gian là 60 phút, bao gồm cả phần lịch sử và địa lý. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau.